Chương trình Super Khả Năng và tôi là Trịnh Lê Anh. Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, đã bao giờ chúng ta gặp phải một cái tình huống khó khăn trong cuộc sống mà vướng đến những cái vấn đề pháp lý hay không ạ? Tôi tin rằng ngồi trước máy thu hình của chúng ta, rất nhiều người sẽ gật đầu. Tôi đã từng gặp phải. Và lúc đó thì trong đầu chúng ta diễn biến là gì? Tôi làm thế nào đây? Cái gì là đúng? Cái gì là sai? Giải quyết như thế nào đây? Hãy kiên trì với chúng tôi vào mỗi buổi sáng chủ nhật. Hãy xem chương trình Sức Nước Ngàn Năm để các bạn có thể bổ sung cho mình rất nhiều những kiến thức pháp luật bổ ích cho chúng ta. Còn bây giờ, hãy cùng với Lê Anh chào đón hai đội chơi của ngày hôm nay. Xin mời. Những người chơi là linh hồn của chương trình của tôi ngày hôm nay. Sẽ có 4 người chơi gặp gỡ với các bạn ở mỗi số của chương trình này. Hãy cùng Lê Anh chào đón diễn viên, ca sĩ Aslan Đức, người Thổ Nhĩ Kỳ. Và diễn viên Ngô Lệ Quyên. Aslan Đức là một diễn viên rất là quen thuộc với khán giả Việt Nam qua nhiều bộ phim sitcom. Anh cũng là một ca sĩ và anh nói tiếng Việt rất là sõi. Nào, chúng ta cùng nghe giọng anh nhé. Xin mời Aslan. Xin chào quý vị và khán giả. Aslan là một người Thổ Nhĩ Kỳ, đã sống ở Việt Nam được 12 năm. 12 năm. Đúng rồi, rất là lâu. Thế là tất cả mọi thứ ngôn ngữ không còn làm khó bạn nữa rồi. Đương nhiên là còn rất nhiều thứ vẫn chưa đủ như người Việt Nam, nhưng mà gặp bạn bè, đi ăn uống, nói chuyện, làm việc, không có cái gì khó khăn nữa rồi. Còn với Ngô Lệ Quyên thì em và Aslan vì sao lại xác lập với nhau thành một đội chơi? Cái này thì là cũng vô tình thôi anh ạ. Lần trước thì em có quay với anh ấy chương trình là Phụ Nữ Là Số 1. À, có ở cái vai gì mà gần gũi thân thiết không? Dạ không ạ. À, chỉ là vai thông thường xã hội thôi đúng không? Vâng ạ. Chúng ta hãy cổ vũ cho họ trong cái phần chơi tiếp theo. Và người chơi ở đội thứ hai của chúng tôi lúc này là ca sĩ MC Túy Nhật Minh và bạn Bùi Khúc Tú Anh. Hai bạn có thể tự giới thiệu với đội chơi của mình được không? Xin mời MC ca sĩ Túy Nhật Minh. Lời đầu tiên Túy Nhật Minh xin được chào Lê Anh, chào đội bạn, chào khán giả của trường quay và đặc biệt là khán giả trên sóng truyền hình của chương trình Sức Nước Ngàn Năm. Hôm nay thì Túy Nhật Minh rất hồi hộp, thực sự là rất hồi hộp, bởi vì tham gia cái chương trình này nó rất khác với những cái lần mình đi diễn. Và rất là lo lắng, nhưng mà bên cạnh đó thì cảm thấy rất là hạnh phúc. Bởi vì qua cái chương trình này mình sẽ biết được rất nhiều kiến thức pháp luật. Bạn có một cuốn sách ngay bên cạnh bạn đấy. Đó là Tú Anh đúng không? Tú Anh? Em thì cũng không biết nhiều lắm. Tôi coi như là hôm nay là biết gì, xem may mắn của mình đến đâu ạ. Vâng, xem may mắn của mình đến đâu. Đó là tâm sự của Tú Anh. Nhưng tôi tin rằng đó chính là tâm sự và là tinh thần của cả 4 người chơi. Để bắt đầu phần chơi đầu tiên của ngày hôm nay, phần chơi thách thức. Chào mừng các bạn đến với phần chơi đầu tiên của Sức Nước Ngàn Năm, phần chơi thách thức. Như thường lệ các bạn thấy đấy ạ, trên màn hình của chúng tôi bây giờ sẽ có 4 lĩnh vực. Đó chính là những thách thức của chương trình của chúng ta: dân sinh, y tế, giáo dục văn hóa, an ninh trật tự và tư pháp, chính sách xã hội. 4 lĩnh vực này sẽ hàm chứa ở trong đó 8 câu hỏi và cũng là 8 thách thức của chương trình này. Các bạn lần lượt giao ban qua lại cho nhau. Nếu trả lời thành công thách thức của đội bạn, giao cho 1 triệu đồng tiền thưởng lập tức. Nếu trả lời không thành công, 1 triệu đồng tiền thưởng của chương trình chuyển ngược về với người giao thách thức. Thế thôi ạ, đơn giản như thế thôi. Nhật Minh đã mời Aslan rồi. Vậy xin mời Aslan sẽ giao thách thức đầu tiên. Lĩnh vực nào bạn lựa chọn, 4 lĩnh vực này? Aslan chọn lĩnh vực mà rất là xa xôi về Aslan. Là rất là xa tư xôi. Pháp, chính sách, xã hội. Rất đơn giản. Tư pháp, chính sách, xã hội. Mời câu hỏi. Theo quy định, thân nhân của người có công với cách mạng có được hưởng những chế độ ưu đãi quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng không? A có, B không? Có đơn giản không quý vị? 5 giây vừa suy nghĩ vừa trả lời cho đội của ca sĩ Túy Nhật Minh. Xin mời. Đội của Túy Nhật Minh thống nhất đưa ra đáp án là A là có. 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 Hãy cùng xem câu hỏi đầu tiên này họ có thành công hay không. Đáp án là có. Chính xác là có. Khởi đầu rất tốt dành cho đội của ca sĩ Túy Nhật Minh và bạn Bùi Khúc Tú Anh. Cảm ơn Aslan thì tôi cảm ơn Hộ Minh nhé. Bởi vì là Aslan đã tặng cho đội kia 1 triệu đồng đầu tiên rồi. Chúc mừng các bạn. Vâng, đáp án câu hỏi này trong luật như sau. Căn cứ theo điều 2 pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng hiện hành của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quy định đối tượng cũng được hưởng các chế độ ưu đãi là
thân nhân của người có công với cách mạng quy định tại khoản 1 điều này, luật rất rõ ràng. Bây giờ sẽ là thách thức tiếp theo. Xin mời đội của Tú Nhật Minh. Em xin lựa chọn lĩnh vực dân sinh ạ. Dân sinh. Lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân là tài sản riêng của vợ hay chồng, đúng hay sai? A. Đúng. B. Sai. 5 giây vừa suy nghĩ vừa trả lời. Theo như em hiểu thì cái khi mà lấy vợ hay lấy chồng thì cái tài sản mà lợi tức phát sinh ra ấy thì đều là của vợ chồng, nên là cái câu này em chọn phương án B là sai. Sai. Tức là quan điểm của em là lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ hoặc chồng mà trong thời kỳ hôn nhân ấy thì nó phải là của chung. Vâng ạ. Chứ không phải là của riêng được. Dạ vâng ạ. Không biết quý vị khán giả nghĩ thế nào, chúng ta cùng chờ đợi đáp án nhé. Chính xác là B. Tôi nghĩ lần này Quyên rất là quyết đoán trong câu hỏi này. Các bạn thân mến, theo quy định tại Điều 33 Luật Hôn nhân Gia đình 2014 thì tài sản chung của vợ chồng bao gồm lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Vì vậy cho nên khi đã hôn nhân rồi thì chúng ta hãy chú ý là mọi thứ là chính xác, góp gạo thổi cơm chung đấy, trừ khi có thỏa thuận khác thôi, đúng không? Và chúng ta Aslan cảm thấy rất là vui vì đã tham gia chương trình này, vì biết được điều này trước khi sắp lấy vợ. Đúng rồi, đúng rồi. Và Aslan nhớ nha, mọi tài sản riêng của Aslan mà nó sinh ra những cái lợi nhuận ấy thì nó sẽ là tài sản chung của vợ chồng đấy, là chung nhau đấy, không phải chỉ riêng của Aslan đâu. Thế thì Aslan thay mặt tất cả những người sắp lấy vợ ấy là cảm ơn chương trình. Vâng, rất là thú vị. Vâng, và bây giờ với cái sự thú vị này, với tràng pháo tay của mọi người, chúng ta sẽ tặng thêm cho đội của Aslan 1 triệu đồng tiền thưởng. Nào, bây giờ họ đều trả lời rất tốt rồi, chúng ta sẽ tiếp tục với lượt thứ hai. Xin mời Quyên. Em xin chọn y tế, giáo dục và văn hóa. Câu hỏi như sau. Theo quy định, trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non có quyền được khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập, đúng hay sai? A. Đúng. B. Sai. Có vẻ cũng không khó lắm với những người đã có kinh nghiệm về chuyện này. Nhưng mà đối với Tú Nhật Minh và với bạn là Tú Anh thì như thế nào đây? Xin mời hai bạn. Lúc nãy thì Tú Anh bảo là anh hình như sai, nhưng mà về sau thì hai anh em thống nhất là cái này thì là đúng, bởi vì mình nghĩ rằng là trẻ em mà mầm non mà đi khám bệnh thì cần phải có bảo hiểm y tế rồi. Thì chắc là có khi là không phải trả tiền, tiền tại các cơ sở y tế công lập. Không phải trả tiền ở cơ sở y tế công lập. Đáp án là đúng, là đúng. Theo Điều 84 Luật Giáo dục hiện hành, trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non có quyền được khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập. Vâng, chúng ta chúc mừng sự quyết đoán của đội bạn với 1 triệu đồng tiền thưởng nữa cho hai bạn. Chúc mừng hai bạn. Nào, tiếp theo chúng tôi xin mời lượt thách thức trở lại của đội Tú Anh. Tình hình là đội nước ngoài có vẻ giỏi quá. Cho nên là bây giờ đội Tú Nhật Minh sẽ thách thức câu hỏi khó hơn một chút. Tư pháp, chính sách, xã hội. Vâng, lĩnh vực tư pháp, chính sách, xã hội. Theo quy định pháp luật, việc xác định lại giới tính không được ghi vào sổ hộ tịch, đúng hay sai? A. Đúng. B. Sai. Tôi nghĩ rằng đây là một câu hỏi khá là khó đây, đúng không? Aslan, 12 năm qua bạn đã gặp vấn đề này chưa? Cái đây thì cũng rất nhiều giấy tờ về những cái điều đấy ấy, là theo Aslan biết là nên có, phải có. Phải có. Đúng rồi. Vậy đáp án bạn chọn là A hay B? B, sai. Vâng, đáp án B. Hãy xem đáp án như thế nào. Chính xác. Tôi hơi ngạc nhiên bởi vì bạn là người nước ngoài đầu tiên tham gia cuộc chơi này mà có một cái thành tích ban đầu rất là phấn khởi như vậy. Chúc mừng Aslan nhé, và tặng cho bạn 1 triệu đồng tiền thưởng luôn ngay từ thời điểm này. Căn cứ theo Điều 3 Luật Hộ tịch 2014 thì việc xác định lại giới tính sẽ phải ghi vào sổ hộ tịch theo bản án quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đó chính là đáp án của câu hỏi này. Và bây giờ, lượt lựa chọn tiếp theo dành đến cho đội của Aslan. Đây là một cái thách thức dễ thôi nhé. Là an ninh trật tự. An ninh trật tự.
Aslan còn biết là lĩnh vực nào dễ, lĩnh vực nào khó cơ đấy. Vâng. Câu hỏi như sau. Theo quy định, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được áp dụng với mọi tội phạm đúng hay sai? A. Sai. B. Đúng. 5 giây vừa suy nghĩ vừa trả lời cho đội của Tú Anh và Tú Nhật Minh. Em xin lựa chọn đáp án là sai ạ. Vậy là câu trả lời đã rõ. Đáp án là... sai là đúng. Vậy là đến lượt này có thể nói là đội Tú Nhật Minh hôm nay đang thi đấu toàn thắng. Rất là xuất sắc. Vâng, chúng ta hãy cùng xem đáp án như thế nào. Tại điều 28 Bộ Luật Hình sự 2015 quy định một số tội phạm không được áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể là những tội phạm sau đây: các tội phạm an ninh quốc gia, các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh. Tội tham ô tài sản thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều 353 của bộ luật này. Tội nhận hối lộ thuộc trường hợp quy định tại khoản 3, khoản 4 điều 354 của bộ luật này. Đó là trường hợp khác biệt được quy định ở trong luật của chúng ta. Và vì vậy đáp án A sai là chính xác. Chúc mừng 1 triệu đồng tiền thưởng nữa thuộc về đội của Tú Anh và Nhật Minh. Nào, bây giờ các bạn tiếp tục giao thách thức trở lại cho đội bạn. Lĩnh vực. Theo như vừa nãy anh Alan thì bảo là lĩnh vực an ninh trật tự là dễ đúng không ạ? Em xin thách thức lại đội bạn là an ninh trật tự luôn ạ. Chính là lĩnh vực dễ này đúng không ạ? An ninh trật tự. Loại vũ khí nào sau đây không phải vũ khí thô sơ? A. Mã tấu. B. Dùi cui điện. Bây giờ xin mời hai bạn trả lời. Anh chọn cái nào? Em nghĩ là dùi cui điện. Câu trả lời cuối cùng của đội bạn. Câu trả lời của em là B ạ. Dùi cui điện. Dạ vâng. Không phải vũ khí thô sơ. Dạ vâng. Vâng. Đáp án B có đúng hay không? Xin mời. Chính xác luôn. Theo điều 3 Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017 thì vũ khí thô sơ là vũ khí có cấu tạo, nguyên lý hoạt động đơn giản và được chế tạo sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, trong đó bao gồm có mã tấu. Trong khi đó thì dùi cui điện là một loại công cụ hỗ trợ theo quy định của luật này, vì vậy không phải là vũ khí thô sơ. Chúng ta chúc mừng 1 triệu đồng tiền thưởng nữa thuộc về đội của Aslan và Quyên. Bây giờ chúng ta còn một lượt cuối cùng nhé, để hai đội lựa chọn thách thức nhau. Xin mời đội của Quyên. Em xin chọn về dân sinh ạ. Câu hỏi dân sinh, xin mời. Theo quy định, năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là gì? A. Là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự. B. Là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền nghĩa vụ dân sự. 5 giây vừa suy nghĩ và trả lời cho đội của Nhật Minh và Tú Anh. Xin mời hai bạn. Đội Tú Nhật Minh và Tú Anh xin chọn đáp án A. A là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự đúng không ạ? A hay B? Đáp án là ba. A là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự. Hôm nay cái câu này rất khó. Bước chân phải hay chân trái ra khỏi cửa nhỉ? Có phải rất may mắn đúng không? Hay là cô bạn Tú Anh bên cạnh thực sự là cuốn sách mà Lê Anh đã từng ví von? Chắc là như thế, bởi vì gặp Tú Anh cũng rất bất ngờ và tình cờ hai anh em đi diễn chung sự kiện để gặp nhau. Và hôm nay thì cũng vô tình là Tú Anh cũng đã trợ giúp cho mình rất nhiều. Cảm ơn Tú Anh rất nhiều. Thế Tú Anh biện luận cũng rất là kín kẽ đúng không? Bạn rất là lý trí trong việc này. Theo định nghĩa tại điều 16 Bộ Luật Dân sự 2015, năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự có từ khi sinh ra và chấm dứt khi người đó chết. Còn khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền nghĩa vụ dân sự là năng lực hành vi của cá nhân. Hai khái niệm khác nhau được quy định ở trong luật. Quý vị lưu ý điều này. Và chúng ta cộng thêm 1 triệu đồng tiền thưởng vào quỹ điểm thưởng của đội Nhật Minh và Tú Anh. Câu hỏi cuối cùng, xin mời đội của Minh lựa chọn. Đội Tú Nhật Minh xin được thách thức đội bạn y tế, giáo dục, văn hóa. Câu hỏi như sau. Theo quy định, không được phát sóng quảng cáo trong chương trình truyền hình nào dưới đây? A. Phim tài liệu lịch sử. B. Chương trình truyền hình trực tiếp kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc. A hay B? 5 giây suy nghĩ và trả lời cho Aslan và bạn Quyên. Aslan thì cũng xem rất nhiều phim về Việt Nam và cũng như là các đất nước khác. Và bên Việt Nam thì không thấy quảng cáo nào cái phim tài liệu và lịch sử. Cho nên Aslan theo nếu như bạn của mình đồng ý thì
muốn chọn đáp án A. Vâng. Phim tài liệu và lịch sử. Tôi muốn nhìn thấy một cái nụ cười nở trên môi của Quyên. Thật ra là em cũng đang rất là hoang mang câu này. Không biết là, nhưng mà thôi em vẫn chọn phương án A. Vẫn phải quyết định. Vâng. A, phim tài liệu lịch sử là không được quảng cáo đúng không? Vâng. Rồi. Aslan thì chưa thấy, không biết. Nhưng mà không thấy. Chưa thấy. Vâng. Hãy xem phán đoán của đội bạn như thế nào trong trường hợp này. A hay B? A hay B? Đáp án là B. B. Và họ đã chỉ sai ở câu cuối cùng này thôi. Đừng B buồn, đừng chứ buồn không nữa. Phải là A. Theo quy định tại Điều 22 Luật Quảng cáo 2012 về quảng cáo trên báo nói báo hình, theo đó thì không được phát sóng quảng cáo trong các chương trình sau đây: chương trình thời sự, chương trình phát thanh truyền hình trực tiếp về các sự kiện chính trị đặc biệt, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc. Quy định trong luật rất rõ ràng, đáp án B mới là chính xác. Và chúng ta sẽ chuyển 1 triệu đồng tiền thưởng ấy từ lẽ ra thuộc về Aslan và Quyên sang Tú Anh và Nhật Minh. Chúc mừng các bạn. Như vậy chúng ta cùng trải qua phần chơi đầu tiên thách thức trong ngày hôm nay. Và lúc này đây số điểm và cũng là số tiền thưởng của hai đội chơi như sau. Hãy chúc mừng Tú Anh và Nhật Minh với 5 triệu đồng tiền thưởng rất cao. Và số tiền thưởng thuộc về đội của Lệ Quyên và Aslan Đức là 3 triệu đồng tiền thưởng. Và bây giờ họ đang chuẩn bị sẵn sàng cho phần chơi thứ hai của chúng tôi. Phần chơi này khó hơn một chút xíu thôi, nhưng tôi tin rằng thú vị hơn rất là nhiều khi mà họ được đóng vai là những người gỡ rối cho tình huống rất là thật trong cuộc sống của chúng ta. Bây giờ xin mời các bạn đến với phần chơi thứ hai, phần chơi gỡ rối. Chào mừng các bạn trở lại với phần thứ hai của Sức Nước Ngàn Năm, phần chơi gỡ rối. Các bạn thân mến, như thường lệ chúng ta có hai tình huống để những người chơi đóng vai trò là người gỡ rối. Đây là những tình huống chúng tôi chọn lọc trong cuộc sống rất gần gũi với chúng ta và hẳn nhiên sẽ có giá trị tham khảo cho rất là nhiều người ạ. Ngay bây giờ sẽ là tình huống đầu tiên. Vợ, vợ, vợ. Đeo vào. Đeo. Ôi, cái gì thế này? Đeo vào, đeo hết vào cho anh. Ui, ui, này, mình. Nhận luôn, đeo. Đeo. Mình cho em hết thế hả? Cho hết, đeo. Ui, hôm nay là rồi đi vắng à? Bởi hôm nay em toàn thấy là mình đắp đập vào người mình cơ mà. Thế tại sao hôm nay bỗng dưng lại cho em? Này, nhưng mà tự dưng cầm bốc dưng thế này là em bị choáng đấy. Sao lại thế này? Anh. Em đã kiểm tra xong hết rồi. Bây giờ anh chỉ việc ký vào cho em là xong rồi. Ký là xong đúng không? Vâng ạ, hoàn thành toàn bộ hồ sơ. Thôi em về em sẽ nộp cái bản này lên trên. Đấy, còn đâu bây giờ là xong việc rồi. Em xin phép. Rồi. Nhá. Dạ. Thế chị cảm ơn nhá. Dạ. Rồi tạm biệt chú. Rồi, em về nhá. Ôi dồi ôi, gớm tự dưng hôm nay lại hào phóng thế. Anh Cương. À đây. Đây. Cương có nhà không đây? Có. Nấp để tôi xử lý thằng này. Nấp. Dồi ôi, có cái gì mà cứ như là tình báo ở đây đợi em tí. Anh Cường đây à? Tôi cười phấn khởi thế này mà sao điện thoại tắt gọi mãi không được là thế nào nhỉ? Điều, tắt đâu, vẫn mở mà. Anh kiểm tra lại đi xem có mở không? Chắc tại anh quên chưa nạp tiền nên không nghe được. Cái việc của anh ấy, nạp hay không nạp nó không quan trọng. Nhưng mà không có cái chuyện quên hạn trả nợ cả tháng nay như thế được. Không, vẫn nhớ mà, anh nhớ. Nhưng mà dạo này nhiều chuyện khó nói lắm. Anh ơi, có chuyện gì khó nói, khó nghĩ, cứ gặp em giúp nhé. Mình không có tiền, thì còn đồ đạc tài sản trong nhà đây này. Trắng tay rồi, làm gì còn tài sản nữa. Anh giờ vô sản rồi. Vô sản là vô sản thế nào? Bây giờ tình thế thay đổi rồi. Chú không biết vừa xảy ra chuyện động trời này. Vợ của anh nhá, nó bắt thỏa thuận chia tài sản. Anh phải chuyển hết tài sản tiền bạc cho nó đứng tên làm chủ rồi. Bây giờ anh tay trắng, tất cả là của nó, không còn cái gì. Này. Không, hai người đang chung sống bình thường với nhau. Có ly hôn đâu mà phải chia tài sản để làm gì. Khổ lắm, đành rằng là như thế. Nhưng mà tất cả cũng tại vì cái thời gian vừa qua anh hơi bừa. Thế nên là anh chủ động chuyển quyền sử dụng và đứng tên cho chị ấy đúng không? Chuẩn luôn. Nhưng mà không sao. Cho dù đứng tên ai thì đứng, thế nhưng mà vẫn là vợ chồng thì nó cũng chỉ là một mà thôi. Một là một thế nào?
khổ lắm. Bây giờ cái chuyện này là chuyện nợ lần đúng không? Hai thằng đàn ông đúng không? Anh sẽ giải quyết với chú. Sau này tương lai anh có anh trả. Chứ bây giờ tiền chuyển hết rồi, vợ của anh không dây dưa nhé. Vợ chồng anh ấy rõ ràng làm như thế là để trốn nợ. Pháp luật nào cho phép làm như vậy? Có mà, cho phép đấy. Không tin hỏi mọi người mà xem. Tôi không việc gì phải hỏi ai cả nhé. Tôi sẽ liên hệ với luật sư để làm rõ vụ này. Anh cứ chờ đấy. Đừng gọi luật sư, anh cũng có luật sư đấy. Những tính toán của vợ chồng trong việc là tài sản quả thực là những tính toán rất gần gũi với mọi người trong mỗi gia đình. Nhằm tránh việc tài sản của mình bị xử lý để thanh toán khoản nợ cho anh Thanh, thì anh Cương muốn chuyển toàn bộ tài sản chung của vợ chồng anh sang cho vợ sở hữu. Liệu rằng pháp luật có quy định như thế nào trong trường hợp này? Tôi sẽ cung cấp cho đội chơi 3 phương án A, B và C. Các bạn sẽ lựa chọn trả lời bằng đèn, bằng bấm đèn A, B, C. Vâng, các bạn có thể lựa chọn một trong 3 trường hợp này là có thể gỡ rối cho cái tình huống của chúng ta. A, vợ chồng anh Cương có toàn quyền tự quyết việc thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. B, vợ chồng anh Cương không được quyền chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. C, việc chia tài sản chung của vợ chồng anh Cương trong trường hợp này có thể bị tuyên bố vô hiệu. Vâng ạ, A, B hay C, một trong 3 phương án. Hai đội chú ý. Bắt đầu. CC, Aslan và Quyên bấm nhanh hơn một chút xíu. Tôi muốn nghe giải thích của một trong những người là tôi nghĩ là chuyên gia trong 4 người ở đây. Xin mời Tú Anh. Em nghĩ là nó có thể bị vô hiệu vì sau khi anh ấy biết là mình có một đống nợ như vậy thì sau đó hai vợ chồng, có nghĩa là chị vợ không biết nhưng mà anh chồng đã có hiểu, có thể là hỏi qua luật sư để biết thông tin làm thế nào để toàn bộ tài sản của đứng tên của anh đấy sang chị vợ, mà sau khi chủ nợ đến hoặc là có kiện cáo anh đấy thì không lấy được toàn bộ tài sản của vợ chồng nhà anh đấy ạ. Vâng, do đó bạn mới cho rằng là trường hợp này phải là C. Vâng ạ. Tức là cái việc mà chia tài sản chung của vợ chồng của anh Cương ấy là phải bị vô hiệu. Dạ vâng ạ. Để mà vẫn đảm bảo cái quyền lợi cho cái bên mà có bên liên đới. Vâng. Vâng, cho vay. Dạ vâng. Và tôi thấy gật đầu lia lịa là Quyên với cả Aslan cũng đồng ý như vậy. Vâng, thế thì chúng ta hãy cùng xem là họ đồng ý như thế thì việc gỡ rối này có thành công hay không nhé. Đáp án là gì? A, B hay C? Tôi sẽ đọc căn cứ pháp luật và quý vị các bạn cùng hồi hộp chờ đợi xem đáp án nằm ở đâu nhé. Căn cứ theo Điều 38 và Điều 42 Luật Hôn nhân và Gia đình hiện hành quy định, trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung. Việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu khi nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ sau đây. 1. Nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng. 2. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại. 3. Nghĩa vụ thanh toán khi bị tòa án tuyên bố phá sản. Và 4. Nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân tổ chức. Vậy, đáp án C là hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng. Như vậy là việc chia tài sản chung vợ chồng của vợ chồng anh Cương bị coi là vô hiệu theo quy định trên. Nếu anh Cương không tự giác thực hiện việc trả nợ, anh Thanh có quyền khởi kiện anh Cương ra tòa án theo quy định. Đáp án rất rõ ràng. Chúng ta chúc mừng 2 triệu đồng tiền thưởng thuộc về đội của Aslan và bạn Lệ Quyên. Và 1 triệu đồng tiền thưởng thuộc về đội của Nhật Minh và Tú Anh. Chúc mừng. Nhiều người vẫn nói rằng là các nghệ sĩ thì thường hay hơi lơ mơ một chút pháp luật. Thế nhưng mà hôm nay tôi thấy là hầu hết nghệ sĩ ở đây chả thấy ai lơ mơ cả. Rất là chắc chắn và rõ ràng và rất là giỏi nữa. Aslan bấm đèn rất là nhanh. Nào, bây giờ cùng chúng tôi đến với tình huống thứ 2. Ôi, cuộc đời thật là trớ trêu. Tháng thì trôi qua nhanh, đồng hồ nước thì chạy nhanh, đồng hồ điện chạy nhanh, thậm chí bóng cháy cũng cháy nhanh, mà mỗi cái tiền nhà của mình nó chậm. Nhích lên một tí, nhích lên một tí nữa. Không, lên. Đấy, đang lên kìa, đấy còn gì. Kìa, đã bảo là lên cơ mà. Từ từ. À, không, xuống. Đây, xuống đúng không? Ai đây? Này, gì đây? Chả biết được. Kệ người ta đi, mình đang dở tay mà. Không. Khổ quá, ai đấy hả?
Ôi chó, ôi giời, ôi, ôi giật cả mình. Mày đi ra, mày đánh tiếng lên chứ. Giời ơi, chứ có việc gì đấy hả bác? Này, dạ, bác, bác cứ lén lén lút lút làm cháu cứ tưởng là cái con. Dạ, bác cũng quan tâm như này. Vâng, vâng. Nói chung mình thông cảm nhá. Dạ. Thế mà đi lên đây chủ yếu thuê nhà để học. Vâng, nhá. Vâng. Trên cái chuyện đấy bớt đi tí nhá. Tập trung vào học đi đã nhá. Dạ. Vâng, à, cháu vẫn tập trung vào học nhưng mà bớt bớt là bớt bớt cái chuyện... Chuyện ấy đấy, chuyện này... Đấy! Bớt đi! Này! Ra đây tớ bảo này! Ra đây tớ bảo! Ôi trời ơi! Chào bác! À, vâng, cháu xin lỗi. Đây là bạn học cùng với cháu, hôm nay đến đây để học nhóm. Thì vô tình cái móc áo ở trên tường ấy nó bị rơi. Vâng. Bọn cháu đang đóng lại. Bác lại cứ tưởng tượng ra cái chuyện gì gì ở đâu chứ có đâu cái móc áo mà rơi xuống. Dạ vâng ạ. Thế là chúng mày đóng mà đóng như là... Đóng đích bác. Thế bác cứ tưởng. Bác xin lỗi hai đứa nhá. Dạ vâng. Bác xin lỗi đây hai là đứa chuyện chỉ có thế thôi ạ. Dạ thôi chứ đi vào đi ạ. À mà này. Dạ. Ừ, cái chuyện đấy là chuyện phụ thôi. Còn cái chuyện chính ấy. Dạ. Là bây giờ cháu phải khẩn trương đi đăng ký cái tạm trú đi. Nhá, ở đây cũng lâu lâu rồi đấy. Người ta lên đến thành phố đi thuê nhà xong cháu phải đăng ký thì người ta mới biết cháu là ai, ở đâu đến, người ta còn tiện quản lý chứ. Ê, bác ơi, cháu là nam nhi trí tại bốn phương, bốn bể là nhà, ai biết thế nào được mà tạm trú với chả tạm vắng. Bác cứ nhắm mắt bác bỏ qua luôn cái việc này được tốt ạ. Bác thì bác nhắm mắt bỏ qua thôi, nhưng mà chính cháu là nam nhi đại trượng phu, cho nên là mình phải sống cho nó đàng hoàng, phải không? Đã đâu nó phải đàng hoàng chứ, đúng không? Phải đàng hoàng. Mình đăng ký thì nó làm sao? Thế bây giờ nhớ đâu nó quá hạn đi, công an người ta đến người ta kiểm tra, người ta phạt hành chính thì bây giờ có phải mình còn mặt nam nhi nữa không? Thôi được rồi, bác cứ tém tém lại cho cháu 1-2 tháng gì đấy nhá. Không phải, 1-2 tháng nhưng nó quá hạn thì sao? Quá hạn à? Ờ, thì bác có biết bao giờ thì quá hạn đăng ký không hả bác? Thế bao giờ thì quá hạn ấy nhỉ? À bao giờ ấy nhỉ? Tình huống này rất là phổ thông ạ. Thưa quý vị và các bạn, câu hỏi của chúng ta cũng là tình huống yêu cầu hai đội chơi phải gỡ rối là gì? Theo quy định thì thời hạn bắt buộc phải đăng ký tạm trú kể từ ngày cá nhân đến sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại một địa điểm cư trú là bao nhiêu ngày? Vâng ạ. A. 30 ngày, B. 60 ngày và C. là 90 ngày. Pháp luật quy định như thế nào trong ba phương án này? Chúng ta hãy cùng chờ đợi hai đội chơi gỡ rối thông qua việc trả lời bằng đèn A, B, C. Bắt đầu. Rồi, một lần nữa họ lại bắt tay nhau với phương án A. Và lần này thì thế cờ đã nghiêng về phía bên Nhật Minh và Tú Anh. Hai bạn bấm nhanh vô cùng. Và bên Quyên bấm chậm hơn một chút xíu. Trước câu hỏi này thì hai đội chơi đã từng có tham khảo pháp lý gì về cái câu hỏi này không? Mời Quyên. Theo em nghĩ thì cái việc mà đăng ký tạm trú ấy, khi cá nhân đến sinh sống và làm việc tại một cái địa điểm nào đó thì phải đăng ký sớm nhất có thể. Mà trong cái ba phương án này thì em thấy là phương án A là sớm nhất rồi. Rất là rõ ràng. Aslan có bổ sung gì không? Aslan là người nước ngoài ấy, là đối với người Việt Nam đi chuyên đi chỗ này đến chỗ kia phải đăng ký tạm trú thì như thế nào không rõ mấy. Nhưng mà đối với người nước ngoài thì người chủ nhà là bắt ngay lập tức luôn. Ngay và luôn. Đúng rồi. Bởi vì người ta cứ muốn làm xong hết. Bởi vì người nước ngoài thì người ta bảo là hay để ý. Vâng. Cho nên làm rất là nhanh. Thậm chí là khoảng một tuần là người xong ta... rồi. Đấy, một tuần là đã xong rồi. Vâng, đấy là cái trải nghiệm của Aslan khi ở Việt Nam. Và tôi tin lúc này đây thì đội của Nhật Minh và Tú Anh cũng sẽ đồng ý như vậy đúng không? Cùng chọn phương án A. Nào hãy xem là 2 triệu, 1 triệu có thuộc về họ hay không? Hay là tay trắng? Điều 30 luật cư trú hiện hành có quy định người đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đến phải đăng ký tạm trú tại công an xã, phường, thị trấn. Cá nhân vi phạm quy định này có thể bị xử phạt từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng theo quy định tại Điều 8 Nghị định 167-2013 NDCP của Chính phủ. Phương án A không thể khác được, hoàn toàn chính xác. Chúng ta chúc mừng 2 triệu đồng tiền thưởng thuộc về đội của Nhật Minh và Tú Anh.
Và chúc mừng 1 triệu đồng tiền thưởng thuộc về đội của Aslan và Lệ Quyên. Và như vậy họ đã hoàn tất phần chơi thứ hai của ngày hôm nay, đó là phần chơi gỡ rối. Số điểm và cũng là số tiền thưởng này của họ như sau. Chúc mừng đội của ca sĩ Tuấn Nhật Minh và bạn Tú Anh với 8 triệu đồng tiền thưởng rất rất cao thưa quý vị và các bạn. Và một số điểm không hề thấp, trải qua 2 phần thi thôi, mới 2 phần thôi ạ. Đó là đội của diễn viên Aslan và diễn viên Lệ Quyên, 6 triệu đồng tiền thưởng. Ngay bây giờ, hãy đồng hành với họ trong phần thứ 3 của chúng tôi. Nhưng trước đó, chúng ta chắc chắn sẽ muốn thưởng thức tiếng hát của một ca sĩ trong chương trình hôm nay. Đó chính là anh Tuấn Nhật Minh sẽ gửi tặng các bạn một bài hát ngay bây giờ. Xin mời Tuấn Nhật Minh. Quê tôi nhớ thuở nào, tháng ngày đời réo neo, con chim kêu chiều chiều, nghe vời vời hắt hiu, câu hò sâu lắng, su đời tình nghĩa nặng, ơi hò ơi, ơi hò. Thương sao khi hạ về, nắm lửa đổ khô cây, giếng hai đêm càng dài, mưa dầm ngọn heo mây. Từng ước nguyện người ươm đất niềm yêu đời, bữa cơm vui đất nuôi người. Màu lung linh bên phá tam giang, nắng đỏ ngang cô lại buông câu hò ngọt bùi. Mặn mà nghĩa phụ thế mà chớ phụ câu thề. Ai đi không hẹn về, sao nặng tình hai quê. Bên ni những nguyện thề, có chạnh lòng bên tê. Sâu nặng hay nhạt phai trong lòng, bên đây chân trời rộng, sức trẻ dài đôi chân, bên đây bao cảnh đời cảm nhận lòng bao dung. Mưa nắng quê người vẫn sâu nặng, niềm tin yêu trong cõi đời từ sau mãi nơi chân trời. Niềm tin yêu trong cõi đời từ sau mãi nơi chân trời. Chào mừng các bạn trở lại với Sức Nước Ngàn Năm, phần chơi thứ 3, phần chơi đối đầu. Và hẳn là quý vị các bạn rất quen thuộc với cái lượt bóng này của Lê Anh. Rất nhiều mệnh giá tiền thưởng ở đây, ít nhất là 100 ngàn đồng và nhiều hơn cả là 1 triệu 500 ngàn đồng. Đội nào được hưởng 1 triệu 500 ngàn đồng thì có nghĩa đội kia sẽ bị trừ đi 1 triệu 500 ngàn đồng trong tiền thưởng. Đó là cái luật nghiệt ngã của phần thứ 3 này. Cho nên là hơi sứt mẻ tình cảm đấy. Vâng, không phải hơi đâu mà hơi nhiều. Vâng, và đơn giản thôi ạ, chúng ta sẽ có 2 câu hỏi. Và đây sẽ là 2 câu hỏi khó nhất của chương trình của chúng ta. Với 4 đáp án trả lời A, B, C và D. Chỉ việc lựa chọn một thôi. Trả lời đúng là ra đây nhận quả bóng, nhận quà, thế thôi. Vâng, rõ ràng chưa ạ? Bây giờ sẽ là câu hỏi thứ nhất, hãy chú ý theo dõi. Trường hợp người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng bao nhiêu lần mức lương cơ sở? Có 4 câu trả lời: A 16 lần, B 26 lần, C 36 lần và D là 46 lần. Vâng,
Hiệu lệnh chỉ là bắt đầu thôi. Hãy bình tĩnh. Bắt đầu. Nào bây giờ xin mời đội của Aslan trả lời A, B, C hay D. Theo hai người trong đội mình với nhau mình chọn đáp án A, 16 lần. 16 lần. Vâng. Như vậy là 16 lần mức lương cơ sở. Vâng. Nếu đúng thì ai sẽ ra đây? Aslan hay là Quyên sẽ ra đây để chọn bóng? Ai ạ? Ladies first. Ladies first. Yeah. Tức là nếu đúng thì sẽ nhường cho Lệ Quyên ra đây chọn bóng. Đúng rồi ạ. Thật sự là Quyên rất xinh và anh rất muốn gặp gỡ Quyên gần hơn ở ngoài này. Nhưng mà anh hơi tiếc. Cơ hội thuộc về Tuấn Nhật Minh với cả... Theo em thì em chọn phương án B ạ. Em có biện luận gì không? Có cái gì chắc chắn không? Bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Em gọi là linh cảm ấy thôi, em cũng không biết ạ. Em gọi là vào may mắn thôi ạ. May mắn thôi. Vâng. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đáp án để xem là hai bạn có cơ hội ra đây để chọn bóng hay không nhé. Căn cứ điều 53 Luật An toàn vệ sinh lao động hiện hành quy định, người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 16, 26, 36, 46, 36 lần mức lương cơ sở. Phương án C mới là chính xác. Hãy cổ vũ cho họ. Câu này khó. Khó mà, đúng rồi. Vòng 3 mà. Đây là câu hỏi khó. Do vậy mà số điểm vẫn được bảo toàn. Tức là quỹ tiền thưởng của chúng tôi vẫn đang bảo toàn. Tôi hơi tiếc về điều này. Tôi đang muốn chuyển nhiều tiền cho các bạn nhiều hơn. Và bây giờ thì là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Hãy tiếp tục bình tĩnh, tự tin đến với câu hỏi cuối cùng của chúng tôi, câu hỏi thứ hai ở phần chơi thứ ba nhé. Câu hỏi thứ hai bắt đầu. Theo quy định, sản phẩm hàng hóa nào sau đây bị cấm quảng cáo? A. Tất cả các loại rượu và thuốc lá. B. Sữa thay thế sữa mẹ cho trẻ dưới 36 tháng tuổi. C. Thuốc chữa bệnh. Và D. Sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi. A, B, C hay là D? Và chúng ta bắt. Chúng ta bắt đầu. Lần này có vẻ chiến lược của Tuấn thành công hơn một chút. Tôi rút nói rồi mà chỉ cách nhau một phần rất nhiều ngàn của giây thôi thì cái chuông nó đã thuộc về cái người nhanh hơn. Cho nên là xin mời Tú Anh và Nhật Minh. Đội Tuấn Nhật Minh và Tú Anh xin được trả lời câu hỏi này, đáp án là D. D. Vâng. Tôi tò mò một chút, Tú Anh và Minh thì đều có trải nghiệm gia đình với cả em bé rồi các thứ rồi thì mới trả lời chắc chắn câu này chứ, hay là tham khảo cái nguồn nào khác? Cả hai thì chưa có trải nghiệm nhưng mà thôi để cho Tú Anh nhỉ. Nhà em thì chị gái em có bé mới sinh thì là em cũng hay tìm hiểu vào các sản phẩm sữa để mua về cho cháu em. Và em chắc chắn phương án D là đúng. Dạ vâng ạ. Thế thì cho ai xem là phương án D có chính xác hay không. Điều 7 luật quảng cáo hiện hành quy định về các sản phẩm hàng hóa dịch vụ cấm quảng cáo, trong đó bao gồm thuốc lá, rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên, sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi. Đáp án D là hoàn toàn chính xác. Và còn nữa, hãy cùng nghe nốt ạ. Bình bú và vú ngậm nhân tạo cũng không được quảng cáo. Thuốc kê đơn không quảng cáo. Thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo, hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc không quảng cáo. Như vậy đáp án D là hoàn toàn chính xác. Xin mời ra đây. Mời Minh và mời Tú Anh, cả hai bạn ra đây. Bạn nào sẽ quay, bạn nào sẽ chọn bóng? Anh Minh quay nhé. Vâng, mời Tú Anh vào trong này. Em sẽ đứng ở giữa để chờ khi quả bóng dừng lại thì mình sẽ chọn ra. Nào, bàn tay vàng của Minh quay tròn lên nhé. Mạnh lên. Rồi. Bao nhiêu ạ? 100 hay là 1 triệu rưỡi ạ? 100 ạ. Quyền 100, mọi người ơi, 100 ạ. Rồi, em nhặt lên. Bao nhiêu ạ? 1.200.000 đồng. Rất cao, mọi người ở đây. Em bỏ vào đây. Vâng. 1.200.000 đồng là số tiền thưởng đã đạt được
của câu hỏi cuối cùng của chúng tôi dành đến cho đội của ca sĩ Nhật Minh và bạn Tú Anh. Chúc mừng các bạn được cộng thêm 1.200.000 đồng nữa vào quỹ tiền thưởng của mình. Và hơi ngậm ngùi một chút, tôi xin chia sẻ với chàng trai rất đáng yêu Aslan và cô bạn rất xinh đẹp Lệ Quyên với việc trừ đi của bạn 1.200.000 đồng. Aslan ơi, nói gì đi. Aslan làm về kinh doanh ấy, là không phải 1.000.000 mà là 100 cũng rất là quan trọng. Đấy. Cho nên rất buồn. Rất buồn. Quá là buồn luôn. Rất buồn luôn. Đấy. Vâng. Và thưa các bạn thân mến, như vậy là trải qua toàn bộ 3 phần chơi của chúng tôi ngày hôm nay thì số điểm đang rất cao, thuộc về đội của ca sĩ Nhật Minh và bạn Tú Anh. Họ giành được số điểm 9.200.000 đồng. Tuyệt vời. Và xin chúc mừng một số điểm không hề thấp nhé, không hề thấp. Đó là số điểm của Aslan, chàng trai người Thổ Nhĩ Kỳ sống ở Việt Nam, và diễn viên Lệ Quyên với số điểm 4.800.000 đồng. Với những số điểm như thế này, họ đã có thêm những cơ hội để có thể giao lưu kết bạn với nhau. Với khán giả truyền hình thì 45 phút sóng của chúng tôi đang dần qua đi và các bạn lại có thêm một cơ hội để học hỏi thêm được khá nhiều những kiến thức bổ ích trong một không khí rất là gần gũi và giản dị của một ngày nghỉ cuối tuần. Đến đây thì Lê Anh xin được chào tạm biệt cho số của lần này. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình này của tuần sau. Xin hẹn gặp lại. Xin chọn là tư pháp và chính sách xã hội. Thì câu trả lời của mình là phương án B. Phương án cuối cùng của chương trình là chị đang đi, chị va vào cái dây đứng im của tôi xong chị lại đổ vạ cho tôi là thế nào ạ? Bắt đầu. Ba. Ba. Bao nhiêu?